Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện quyết định 290 của Bộ Chính trị khóa 10 về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thực hiện quyết định số 290 từ tháng 9 năm 2010, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành quyết định số 1115 về thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh. Đây là cơ sở để cấp ủy chính quyền các cấp triển khai thực hiện và đạt kết quả trên nhiều mặt, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy nêu bật cách làm chủ động của Hưng Yên trong triển khai thực hiện quyết định số 290 của Bộ Chính trị. Tỉnh đã cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện, coi công tác dân vận là công việc mỗi cơ quan đơn vị thực hiện hàng ngày. Với đích đến cuối cùng để qua công tác dân vận phải nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, từ việc triển khai quyết định số 290, tỉnh Hưng Yên đã triển khai sâu rộng ra nhiều lĩnh vực như phong trào dân vận, xây dựng nông thôn mới, dân vận khéo, năm dân vận chính quyền. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả thực hiện quyết định số 290 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Từ kết quả đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo những bước đột phá mạnh so với những tỉnh thành phố lân cận, dù Hưng Yên không có nhiều lợi thế thế mạnh bằng. Đồng chí nhấn mạnh, quyết định số 290 đã chỉ rõ dân vận là nhiệm vụ của mọi tổ chức cá nhân. Chỉ số hài lòng người dân và chỉ số cải cách hành chính những năm qua của Hưng Yên đạt khá tốt. Đây cũng là kết quả công tác dân vận trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền mở rộng các hình thức dân vận, gắn dân vận với tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.